bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái index ở trong database đây là kiến thức rất là quan trọng à chúng ta sẽ để ý thật là kỹ cái phần này các bạn nhé thì index trong database nó là gì index nó là một cái cấu trúc dữ liệu được dùng để định vị và truy cập nhanh nhất vào dữ liệu trong các cái database của chúng ta à, trong những cái bảng ở trong cái database của chúng ta index nó là một cách để chúng ta tối ưu hóa cái hiệu suất truy vấn cho database có nghĩa là làm tăng cái tốc độ truy vấn nó nhanh hơn à, bằng cái việc là chúng ta giảm cái lượng truy cập vào bộ nhớ khi thực hiện truy vấn tức là cái số lượng mà chúng ta chúng ta à, cái, cái cái số lượng mà chúng ta truy cập á nó sẽ được giảm đi rất là nhiều à số lượng truy cập nó sẽ được giảm đi rất là nhiều lần ok rồi mình ví dụ cho các bạn một cái câu lệnh như thế này chúng ta có cái bảng là customer ở trong cái cơ sở dữ liệu nó quy mà chúng ta thực hành hởm rài đúng không thì các bạn thấy rằng là nó có rất là nhiều cái cột và ở đây khi mà chúng ta không có index cho cột city chúng ta không có tạo index cho cột city mà chúng ta gõ một câu lệnh như thế này select sound from customer where city like london Đấy chưa thì cái công việc của cái câu lệnh này nó sẽ là gì nó sẽ là đi từng dòng dữ liệu một chúng ta chúng chúng ta sẽ đi từng dòng dữ liệu một xem coi cái ông nào có cái city nó là London thì chúng ta sẽ lôi cái dòng đó ra đúng không coi coi bất kỳ một khách hàng nào mà có cái thành phố nó là London thì lôi khách hàng nó ra thế thì cái phép tính ở đây cái phép so sánh ở đây đó là so sánh chuỗi so sánh cái giá trị nào ở trong cái cục city với cái chữ London nó có giống nhau hay không nếu nó giống nhau thì đem ra có, có hiệu kỳ mặt bạn thế thì trong tình huống mà chúng ta không có đánh index cho cột này và giả sử như cái dữ liệu ở trong customer của chúng ta nó rất rất lớn thì các bạn sẽ gặp vấn đề về performance có nghĩa là chúng ta sẽ truy xuất dữ liệu nó 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 sẽ rất là chậm à, các bạn hãy kiểm chưa ok nha thế thì tại sao truy xuất dữ liệu nó chậm nhưng mà giả sử như các bạn truy xuất dữ liệu vào cái cột là customer id thì tốc độ nó lại rất là nhanh à, thì thì đó chính là vấn đề của index à. À, thì index database các bạn hiểu nôm na nó là cái gì thì nó giống như là một cái con trỏ mà chúng ta trỏ tới một cái giá trị nào đó hay là trỏ tới một cái dòng dữ liệu nào đó trong bạn hay là một cái địa chỉ nào đó trong bạn các bạn cứ tưởng tượng giống như là cái mục lục á các bạn có hiểu kỳ không các bạn nhìn sang cái hình ở bên tay phải giúp mình ở đây mình có một cái mục lục đúng không thì các bạn nhìn các bạn nhìn bằng mắt thôi mình yêu cầu các bạn là tìm cho mình cái à, à, bước một địa điểm thực tập thì làm sao ạ à? thì các bạn sẽ phải nhìn từ trên xuống dưới đúng không các bạn sẽ nhìn từ trên xuống dưới các bạn nhìn à bước một địa điểm thực tập là cái dòng là cái dòng kế cuối các bạn có không hoặc là bây giờ mình nói à các bạn tìm cho mình cái à, tổ chức thực hiện thì bây giờ chúng ta cũng phải lướt, lướt lướt mắt của chúng ta nó cũng phải tốn một cái khoảng thời gian nhất định thì chúng ta mới nhìn thấy được cái từ chữ tổ chức thực hiện nhưng nếu như mình hỏi các bạn rằng à các bạn tìm cho mình trang 4 để bạn thấy à trang 4 là nó sẽ có một hai ba bốn thằng ở dưới đúng không các bạn tìm cho mình trang 3, một hai ba thằng bên dưới à, trong thực tế mà cái index thì cái số thì có thể là cái giá trị ở đây nè nó không có bị trùng lập nhau nữa kìa à, thì cái thằng index nó giúp cho chúng ta thay thế cái giá trị thay thế cái giá trị test hay là văn bản thành một cái địa chỉ nó là một con số à, nó là một con số và lúc này cho dù là chúng ta like hay là chúng ta bằng hay là chúng ta hay là chúng ta lớn hơn bé hơn gì 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 đó thì coi như là chúng ta làm việc trên những cái con số này. Giống như là các bạn các bạn là select like tổ chức thực hiện thì khi mà có index rồi thì giống như là các bạn tổ chức like tổ chức cái gì đó bằng 3 chứ không còn là đi like like cái từ khóa này nữa. À thì mục tiêu của thằng index trong cơ sở dữ liệu là giống như là một cái mục lục của một quyển sách. Nó tạo ra một cái đề mục bằng số và từng cái con số đó nó sẽ tương ứng với một cái test nào đó ở trong cái văn bản của chúng ta thì tại sao làm việc với số nó nhanh hơn à, thì các bạn sẽ để giúp mình ở đây mình lấy cái này từ ở trên mạng về à, và cái này thì họ có đo thực nghiệm tức là họ cùng một cái bản dữ liệu cùng một cái bản dữ liệu nha cùng một cái bản dữ liệu là cùng một cái bản là table scratch đấy chưa và họ lấy ra họ lấy ra dữ liệu của một cái khách hàng nào đó à hay là của một nhóm khách hàng nào đó và hai câu lệnh này thì nó đều trả về kết quả giống nhau nhưng một cái thằng thì dựa trên là cần tắt Sunem một cái thằng là dựa trên cần tắt hay reference một cái trên đây đó là test và một cái dưới đây nó là nó là nó là số thì khi mà chúng ta làm việc với số lúc nào tốc độ nó cũng nhanh hơn lúc nào tốc độ nó cũng nhanh hơn các bạn có hiểu kịp không ạ Đấy các, các bạn nhìn thấy duration là 130 ms giây nhưng làm việc với chữ thì nó sẽ là 430 giây hai cái câu lệnh hai cái query này thì nó đều trả về dữ liệu giống nhau chẳng qua cần tắt Sunem nó là một cái cột và cần tắt tires nó là cái cột thứ hai cột bên cạnh các bạn có hiểu kịp chưa à, và chúng ta truy vấn mấy cái thằng này ra thì các bạn thấy rằng là cái thời gian khi mà chúng ta làm việc với với chuỗi thì nó dài hơn rất nhiều so với làm việc với số các bạn có biết tại sao không? Các bạn có biết cái nguyên tắc của cái ngành IT của chúng ta à, nó là cái gì không? Hay nó là cái nền tảng cơ bản của ngành IT của chúng ta nó là gì, các bạn? Nó là gì? Nó là điện và có điện thì chúng ta mới làm việc được. Mà thật ra về trạng thái điện ấy, thì nó chỉ có xác định là một là có điện hay là không có điện, đúng không? Đèn giống như bóng đèn một là tắt, hai là sáng, hai là cháy thì ở trong cái con CPU của chúng ta nó có rất là nhiều cái đời cũ thì nó là bóng bán dẫn bây giờ thì nó là transistor là bây giờ nó bắt đầu là là cái gì ta gọi là cái chân cái bao nhiêu cái mình quên mất tên cái 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 từ chuyên môn của nó là cái gì nhưng mà thật ra xác định ở trong các con CPU nó vẫn là không một thôi không một sau đó thì nó là gì nó là những con số thôi con số thì nó sẽ có là một byte một bit rồi sau đó thành một byte rồi sau đó gì, gì đó đó lên đúng không? Thì bản chất vấn đề nó là những con số thôi và con số đó là con số 0 với 1. Thì khi các bạn làm việc với số thì CPU và RAM lúc nào nó cũng sẽ nhanh hơn. Còn bây giờ các bạn làm việc với test thì cuối cùng bản chất vấn đề ở bên dưới nó là gì? Nó vẫn là con số. Chữ H nó vẫn là một con số, chữ O nó vẫn là một con số, chữ A nó vẫn là một con số nhưng mà nó phải tốn thời gian nó phải dịch mấy cái tự này thành số rồi nó mới đi đi so sánh và nó mới lấy dữ liệu ra. Các bạn có hiểu kịp chưa? Ấy thì khi mà các bạn có những cái cột mà các bạn truy vấn nó rất là nhiều, các bạn que với cái cột đó rất là nhiều và cái cột đó nó không phải là số mà nó là chuỗi thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề là chúng ta cần phải đánh index cho nó đánh index cho nó à, index là các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta mất thêm một một cái cột nữa nhưng cái cột đó nó sẽ giúp cho chúng ta là định vị những cái test đó nó sẽ tương ứng với một con số nào và sau này thì khi mà chúng ta làm một câu lệnh là select lên thì chúng ta sẽ căn cứ dựa trên cái con số chúng ta làm việc chứ chúng ta không phải dựa trên cái giá trị chứ chúng ta không phải là dựa trên cái test ban đầu nữa nha. Yeah. Ok. Thì các bạn cứ tưởng tượng là cái cấu trúc của một cái index ở trong cái cơ sở dữ liệu á nó sẽ có cái search key và thứ hai là cái data reference. Cái search key ở đây nó sẽ là những 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 nó, nó sẽ là những những cái con số của bạn. Ở bên đây nó là value. Value nó có thể là bất cứ bất cứ gì nhưng mà theo thông thường thông thường mình làm thì thường nó là nó là nó là string string nó là stack đó các bạn ha nó là string các bạn ha ok chưa thì nó có thể là java java là java, java. À, đó vâng à các các bạn có hiểu kịp chưa thì thông thường mình làm việc là như vậy nhưng trong thực tế thì thì không 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 nhất thiết phải như vậy các bạn nhé không không nhất thiết phải như vậy nó có thể là số cũng được tùy các bạn à, nó là hay nó làm cái gì? ngày tháng năm gì đó cũng được tùy nhưng uh, index về bản chất là nó sẽ kết hợp là thay vì làm việc với cái dữ liệu gốc của bạn thì nó sẽ bổ sung thêm một một cái key, một cái key. Thì tương ứng với từng cái key thì nó sẽ tương ứng với một cái giá trị nào đó ở trong cái à, ở trong các bạn của chúng ta. Các bạn thấy có cấu trúc này nó quen không? Các bạn học cấu trúc dữ liệu xong các bạn có nhớ cấu trúc nào nó nó có key và nó có value không? Các bạn comment cho mình biết xem coi là chúng ta đã từng học cái cái cấu trúc nào mà một bên là key và một bên là value cấu trúc dữ liệu học gì nè cấu trúc dữ liệu chúng ta học mảng nè, chúng ta học linked list nè, chúng ta học set nè, chúng ta học về map, đúng không, map hay là dictionary, nếu bạn nào mà học python thì các bạn sẽ có khái niệm là dictionary thì nó sẽ có một cái map map thì ở bên đây nó là key, và bên đây nó là value, tương tự như vậy ở trong python chúng ta, nếu mà các bạn nào có học python đó, uh, dictionary à, đó thì nó sẽ key value thì giống như là uh, các bạn mà có key rồi các bạn tra cứu cái value nó rất là nhanh tốc độ làm việc nó sẽ nhanh nhanh hơn rất 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 là nhiều luôn ừ. thế thì ở trong những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó sẽ có những cái dạng đánh index như thế nào ở đây mình sẽ không bàn đến cái cái à, cái à, cái thay về mặt lý thuyết ở trên mà mình nói về cái cách mà người nó nó tổ chức index ở phía dưới thì nó sẽ có hai dạng dạng thứ nhất là hash hash có nghĩa là nó là một cái hàm băm các bạn cho nó một cái chuỗi thì nó sẽ băm nó thành một 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 cái con số các bạn có thể thấy chưa và nó sẽ lưu ở trong một cái bảng à, gọi là bucket như thế này à, ví dụ ở đây các bạn hãy chữ John Smith thì tương ứng với 02 thì nó sẽ lưu ở vị trí này à, Lisa Smith thì nó sẽ là tương ứng với giá trị 01 cho nên nó thì thì nó sẽ lưu ở vị trí này và nhớ ở đây nó không có quan tâm về mặt thứ tự không phải là cái vị trí thứ nhất là lớn hơn là nhỏ hơn vị trí thứ hai là nhỏ hơn vị trí thứ ba không nó chỉ quan tâm tới là à, từ một cái giá trị tôi băm ra thì tôi được một cái giá trị gì đó thì tôi sẽ lưu trữ xuống thôi Để tôi không biết nó là đứng bên trái bên phải các bạn có hiểu kịp chưa có thời gian các bạn đọc thêm giúp mình cái bài này ha SQL Pi thì đã block thì trên đây họ sẽ giải thích rất rõ về cái hash index này nhưng hash là một hàm băm à, hash là một hàm băm rồi à, cái kiểu hash index này, thì nó sẽ rất là mạnh mẽ với những cái truy vấn có thứ tử là bằng hoặc là khác hay là in not in à, nhưng nó lại không hữu ích với cái tình huống là bé hơn lớn hơn hoặc là like tại sao ạ? tại vì nó không có thứ tự tại vì nó không có thứ tự ở đây nó không có thứ tự à, nó chỉ biết đó là à, với cái chủ đó thì nó sẽ tương ứng với một cái mã nào đó với cái chủ đó tương ứng với, với với một cái mã nào đó và nó không biết là cái 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 giá trị Lisa Smith hay là John Smith cái thằng nào lớn hơn cái thằng nào bé hơn nó không biết ha nó chỉ biết đó là một cái mã thôi và nó sẽ lưu trữ ở đâu đó ở trên ở trên cái cái bộ nhớ của chúng ta và vì như vậy thì những cái toán tử điều kiện lớn hơn bé hơn hoặc like nó sẽ không có ý nghĩa À, các kiến thức này nó hơi khó các bạn chịu khó các bạn nghe ha các bạn chịu khó các bạn nghe các bạn tìm hiểu thêm và phải đọc thêm rất nhiều nữa ngoài cái mà mình cung cấp cho các bạn thì các bạn phải chịu khó bạn đọc thêm rất nhiều lần nha rồi thì cái thằng hash index nó cũng không có tối ưu với order by nó cũng không có tối ưu, tối ưu với order by à. ngoài ra thì ngoài cái hash index thì trong cơ sở dữ liệu nó còn có một cái thằng khác mà nó rất là nhiều cái hệ quản trị nó sử dụng ví dụ như mysql là nó Mặc định nó sử dụng cái thằng này luôn cái kiểu nó nó có tên là B tree B tree à. thì dữ liệu index trong B tree nó sẽ được tổ chức tổ chức ở cái dạng là dạng tree dạng cây à, nó tổ chức thành những cái cây thì trên một trên, trên những cái cây nó sẽ có những 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 cái chỗ này nè nó gọi là những, là những cái node và mỗi một cái node này nó sẽ đại diện nó là một cái con số nhưng nó cũng sẽ đại diện cho một cái value giả sử như các bạn nói a à, 27 là gì 27 là abc giá đó thì nó sẽ tra cứu được đấy nhưng nó sẽ tổ chức thành một thành một thành một thành một cái key các các bạn hiểu rồi không ở à, đó sẽ là thành một cái thành một cái tree thành một cái cây và cây thì nó sẽ có là root node là cái thằng này rồi sau đó là nó sẽ có nó nó sẽ có là internal node là 14 này hay là 35 này các các bạn thấy chưa à, rồi left nó sẽ là số 10, số 19, 31, 42 thì các bạn có thể đọc thêm ha. left node hay là à, uh, à, uh, external node thì nó chính là 10, 19, 31, 32 còn nói về câu chuyện là cái mối quan hệ của nó với nhau thì 27 là parent của 14 14 là chill node của 27 chưa thì thì cái 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 tree này chúng ta cũng đưa học rất kỹ à, về binary tree gì đó các bạn các các bạn đã học đã học cái này đúng không ạ? Uh -huh. Thì cái B tree ở trong đây á uh, uh, các bạn nhìn xem cái hình ở bên tay phải. Thì cái cách mà nó đánh index ở trong cơ sở dữ liệu chúng ta thì nó cũng mô mô uh, phỏng cái thằng B tree uh, nhưng mà mỗi một node nó 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 có thể chứa nhiều cái thông tin hơn, nó có thể chứa nhiều dữ liệu hơn. Ví dụ như nó có thể chứa bốn 4, 4 cái ô nhớ là bốn cái ô nhớ cho cho uh, À, cho từng cái cái cái, cái nốt ở trên đó à, rồi. Ok. Thì cái kiểu mà cách mà đánh index là làm sao? Ví dụ như ban đầu á, mình cho các bạn có một cái tree, các bạn nhìn đơn giản cái tree này như thế này đi. Nó có số 11 đúng không? Và nếu như các bạn làm việc với binary tree thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy nó cái gì ạ? À, nếu mà số 11 bây giờ mình có số 6 thì số 6 nữa nó phải nằm ở bên tay trái của số 11. Rồi số 10, 15 thì phải nằm ở bên tay phải của số 11 đúng không? Đây xưa các bạn có số 3 thì số 3 phải nằm ở bên tay tay trái của số, số 6 tại vì cái thằng số 3 này nhỏ hơn. Thằng số 8 thì nó phải nằm ở mấy bên tay phải số 6. Các bạn có hiểu kịp chưa? 12 bé 15 thì nằm ở bên tay trái, 18 lớp 15 thì nó sẽ nằm ở bên tay phải. Nếu bạn nào đã từng học về tree rồi các bạn nhìn cái này các bạn sẽ hiểu ngay lập tức luôn. À. Thế thì câu chuyện của chúng ta, giả sử như bây giờ chúng ta có một cái có một cái test nào đó mà chúng ta xác định được giá trị của nó là 9. Thế thì bây giờ sắp xếp nó như thế nào? Nó đứng ở đâu trong cái trong cái trong cái tìm kiếm này thì các bạn phải lần lượt các bạn sẽ xem à đầu tiên số 9 ở đây chín nhỏ hơn 11 thì phải đi về nhánh máy bên tay trái đúng không sau đó là chín chín lớn hơn sáu phải đi về nhánh nhánh máy bên tay tay phải sau đó là chín lớn hơn tám thì phải nối thằng chín vào đây nối thằng chín phía dưới phía dưới phía dưới cái thằng tám này đó. các bạn cứ tưởng tượng giống y như cái binary tree ngày mà ngày xưa các bạn học ha rồi giả sử như bây giờ á chèn một cái nút lá là tràn thì sao giả sử như các bạn có quy định đó là maximum là tôi chỉ được là một cấp hai cấp ba cấp và bốn cấp thôi không có cho lên một lên lên một cái cấp mới thì lúc đó là chúng ta sẽ có khái niệm là chúng ta phải phải cấu trúc lại một 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 cái khu vực nào đó ví dụ bây giờ chúng ta insert cái số 10 vào đi thì số 10 số 10 đúng không 10 nhỏ hơn 11 phải đi hướng này đúng không 10 lớn hơn 6 thì phải đi hướng này xong rồi xong rồi nếu mà cái giá trị hồi nãy chỗ đây á cái giá trị hồi nãy ở trên đây nè các bạn thấy là nó nó là số 8 đúng không thì số 8 á, thì nó phải đi, số 10 lớn 8 phải đi về hướng này nó là số 9 ở đây mà số 9 này đi xuống bậc nữa là không được do đó là nó phải tổ chức lại ba cái thằng này riêng nó đem thằng số 9 lên rồi gắn thằng số 8 mấy bên tay trái gắn thằng số 10 nữa bên tay phải yeah. thì đây là cái cách mà người ta đánh index cái phần lý thuyết này <laughs> các bạn nghe thôi cũng được à, các bạn các bạn không à, không hiểu hết cũng không sao có thời gian các bạn đọc thêm cũng thì càng tốt à, nhưng tí nữa cái phần thực hành mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt khi mà chúng ta đánh index và và khi mà chúng ta không đánh không đánh index thì cái tốc độ nó 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 sẽ trên nhau rất là nhiều cái performance của hệ thống nó sẽ trên nhau rất là nhiều ừ. rồi nhưng mà hồi nãy là chúng ta mới đánh cho một trường dữ liệu thôi có đôi lúc là chúng ta kết hợp, kết hợp tạo ra cái index cho rất là nhiều cái cột với nhau. Thì lúc đó là các bạn sẽ đánh thứ tự theo từng cột từng cột từng cột một yeah, nha, từng, từng cột từng cột một. Rồi. Tóm lại, cái sự khác biệt giữa thằng hash index và B tree index nó là gì? Hash index thì nó dùng hàm băm, còn B tree thì nó dùng một một cái cây, một cái cấu cây để nó lưu trữ, để nó lưu trữ mà nó, tất nhiên là nó phải lưu trữ trong cái, cái hệ quản trị của chúng ta rồi à đối với thằng hashing để thì các khóa này sau đó nó sẽ được lưu trữ dưới một cái mảng băm à, nơi chúng ta có thể tìm thấy nó một cách nhanh chóng à, hashing để thì nó có hiệu suất cao cho các truy vấn khớp chính xác chẳng hạn như là các bạn sử dụng cái thằng bằng à, thì nó sẽ chính xác nó sẽ rất nhanh luôn và nhanh hơn cái thằng bitri nhưng nếu như các bạn sử dụng cho những cái phép tính là lớn hơn bé hơn like thì thằng bitri nó sẽ nó sẽ có tốc độ nhanh hơn B-tree nó sẽ được. cái thằng này, trong hai thằng này thì hầu hết những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì họ sẽ ưu tiên sử dụng B-tree hơn, à, B-tree hơn. Cụ thể như là hàng MySQL thì mặc định đó là B-tree. Về à, nguyên tắc thì chúng ta, chúng ta vẫn có thể à, quy định cái loại hash chúng ta sử dụng khi mà chúng ta đánh index. Nhưng mà thông thường thì chúng ta cứ để mặc định cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu dữ liệu nó chọn cho chúng ta. Các bạn cứ nắm, các bạn cứ tưởng tượng sơ sơ là cái cách mà nó đi tìm kiếm dữ liệu á là cách mà đánh dữ liệu lại nó giống như một một cái cây một cái cây nhị phân của bạn nè, ok chưa yeah. rồi bây giờ tới sang cái phần quan trọng cái phần lý thuyết ở nãy để các bạn nghe để các bạn nắm được những cái khái niệm những cái thông tin cơ bản còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thực hành thì cái phần này các bạn phải nắm được ha thì để mà tạo cái index tạo cái index thì các bạn các bạn sẽ gõ cái cái câu lệnh là create index đây là cái từ khóa nha cái này là chúng ta chưa học trong những trong những cái cái khóa học trước này và sau đó các bạn sẽ có một cái index name index name là tên của cái index đó rồi sau đó các bạn sẽ có on sau đó chúng ta có tên của table rồi sau đó là column 1, column 2, column 3. Nếu có một column thì các bạn chỉ đánh tên một column. Có nhiều column thì các bạn sẽ đánh nhiều tên column. Rồi. Còn cái create unit index là một cách đánh 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 cái giá trị khác. Và lúc đó thì cái giá trị trong cái cột này nó sẽ không có được trùng lập. À, thông thường thì mình cũng ít dùng cái thằng thứ hai đa phần là mình dùng cái thằng thứ nhất nhiều hơn là create à, index à, ok chưa rồi ví dụ ở trong cái bảng customer trong cái bảng customer trong ví dụ ở trong cái bảng customer nếu các bạn muốn tạo ra một cái index cho cái thằng customer name các bạn thấy không cái cột customer name thì name nó chắc chắn nó không phải là số rồi mà bây giờ các bạn cứ select where customer name bằng bằng cái gì gì đó thì các bạn sẽ có cái tốc độ nó sẽ rất là chậm lúc đó chúng ta sẽ tạo ra một cái index thay thế thay thế nó à, và nó sẽ giống như là nó nó sẽ có một cái cách nào đó để nó lưu trữ cái mã số của từng cái name ở bên dưới à thì cái cấu trúc của chúng ta là create index à, cái tên là các bạn tùy thích nha các bạn thích đặt tên gì cũng được on customer và ở đây là cái tên cột của bạn tương tự như vậy product name giả sử như bây giờ product name chúng ta có là hàng trăm nghìn sản phẩm Ví dụ như các bạn làm một cái trang web cho Tiki, các bạn làm một cái trang web cho Lazada, các bạn làm một trang web cho Shopee thì nó lên tới hàng triệu sản phẩm luôn các bạn. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Tại vì mỗi ngày mỗi một cái cửa hàng nó đăng lên tầm có trăm sản phẩm thôi là cả triệu sản phẩm là chuyện bình thường. Thế thì bây giờ các bạn cứ select qua cái index đó nó bằng cái tên sản phẩm gì đó thôi. Thì cái tên này nó là chuỗi. Mà chuỗi thì nó rất là dài. Nó phải đi từng dòng, từng dòng, từng dòng, từng dòng để nó so sánh. Các bạn có hiểu kiểu không nè? Như vậy thì cái hiệu suất nó sẽ rất là chậm, cái hiệu suất nó sẽ rất là chậm. Thì Thay vì như vậy, thì nó sẽ tạo ra một cái index, rồi nó dựa trên cái index đó, dựa trên cái mã số đó, à, chúng ta sẽ, chúng ta sẽ, à, sẽ truy cập được vào và cái dòng đó nó, nó, nó sẽ rất là nhanh luôn. À, ok chưa? Yeah. Rồi. Đôi lúc là các bạn cũng có thể tạo cái index theo dạng là composite, composite, có nghĩa là nó sẽ tổ hợp từ nhiều cột. Ví dụ như là chúng ta tạo ra cái index cho Customer ID và Order rate. À, Customer ID, Order date ở đây. Các bạn nhìn thấy không, không? Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Thì khi mà các bạn tạo như thế này, thì 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 các bạn sẽ thấy rằng đó là chúng ta sẽ có một cái cặp, một cái cặp, hai cái cột, à, nhưng mà nó là một cái index thôi. Yeah. Thế thì cái thứ tự nó cũng rất quan trọng. Các bạn đặt cái thứ, cái cột nào trước? thì nó sẽ đánh index cột đó trước sau đó là cột thứ hai yeah. ok chưa yeah. thứ tự nó quan trọng lắm nha uh -huh. thì bây giờ lưu ý về việc sử dụng index trong database nè index thì à, chúng ta cần phải cẩn trọng nó là gì thứ nhất là chúng ta đưa thêm một cấu trúc để chúng ta phân biệt được giá trị của những cái cột thì nó sẽ làm tốn thêm bộ nhớ thứ hai là khi mà chúng ta tạo ra index thì cái select các bạn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nhưng mà đôi lúc là cái vì vì mỗi một lần mà chúng ta in dữ liệu vào thì chúng ta lại phải hiểu được cái giá trị tại chỗ đó nó tương ứng với một cái con số nào nó tương ứng với một cái hàm băm nào một cái giá trị băm nào do đó cái thằng insert update nó có thể bị chậm đi à. và cái việc mà chúng ta đánh bừa bãi lộn xộn không những không tăng tốc tốc độ truy vấn mà nó sẽ làm giảm hiệu năng hoạt động à, thì trong những cái tình huống nào mà chúng ta nên đánh index à thì nó thì nó sẽ có nó sẽ có một số cái tình huống À, mà chúng ta nên đánh index ví dụ như là cái bảng của chúng ta có dữ liệu rất là lớn mà dữ liệu lớn thì khoảng bao nhiêu là lớn thì thường là 100.000 dòng theo mình một cái bảng mà trên 100.000 dòng thì chúng ta cần đánh index nếu không là tốc độ truy cập nó sẽ rất là chậm các bạn học ở những trong trường các bạn học ở trung tâm thì các bạn thấy rằng là dữ liệu nó có mấy chục dòng nó có mấy trăm dòng quá đơn giản nhưng mà các bạn đi làm công ty thực tế đi không phải như vậy không phải không, phải như vậy đó cá nhân mình nè cá nhân mình đi làm công ty bên ngoài á mình cũng rất là cố chấp nha mình không muốn thêm cái cột index làm gì hết đến đến một ngày nào đó thì công ty hoạt động được một năm hai năm ba năm thì dữ liệu nó vô cùng lớn luôn mỗi một lần nó truy xuất một cái đơn hàng dựa trên một cái mã mã nó là một cái test thì nó vô cùng chậm luôn cứ mỗi một lần mà que cái gì đó là ngồi chờ chết luôn thì cùng đánh index thông tăng tốc độ lên ít nhất phải năm lần mình với ship mình cũng ngạc gì đó thì thì đó là ngày xưa ngày xưa mình rất là cố chấp nhưng mà về sau là, à mình cũng không thể đứng ở bên ngoài những cái kỹ thuật những cái công nghệ mà người ta cung cấp cho chúng ta được à, chúng ta không thể hạn chế kiến thức của chúng ta với những gì chúng ta học được chúng ta biết được và chúng ta không chịu cập nhật với cái công nghệ của, của cuộc sống hiện tại thì chúng ta sẽ bị chậm các bạn cũng phải hiểu giúp mình một cái, một cái như thế nào đó là những gì mà chúng ta học ở trong trường đại học nó thường xuyên bị chậm bị lỗi thời hơn ở bên ngoài doanh nghiệp rất là nhiều lần. Thế thì bây giờ làm sao? Thì phải học thôi, phải tự học, phải tự đọc, phải tự thực hành, phải làm, phải đụng vấn đề thực tế thì mới gặp phải. Thì với những cái dữ liệu nào mà trên trên trăm nghìn dòng, các bạn phải suy nghĩ đến câu chuyện là chúng ta phải đánh index. Thay vì là cứ làm việc với test như vậy, thì chúng ta sẽ biến test nó thành một cái giá trị gì đó để chúng ta làm việc. Rồi những cái cột nào mà các bạn thường xuyên sử dụng cái mệnh đề where choice order buy thì các bạn nên đánh index à, nhưng những cái trường hợp không đánh index à, mình cũng sẽ nói nè thứ nhất cái tài nguyên của bạn quấy giả sử như các bạn các bạn của bạn nó có hai ba dòng ví dụ như bây giờ các bạn là các bạn phân biệt giới tính đi giới tính các bạn phân biệt gì à, male là nam female là nữ có hai dòng để đánh index cái chữ male đi, cái chữ female đó nó quá lãng phí không cần thiết các bạn có hiểu kịp tại vì nó có hai dòng dữ liệu thôi. hoặc là bây giờ các bạn đánh đánh index cho currency có cần thiết không? không? tại vì cả thế giới này cũng lắm là một hai trăm dòng một một hai trăm loại tiền hết đúng không ạ? À, thì thông thường những cái dữ liệu nào mà nó thật sự lớn thì chúng ta sẽ đánh index cho nó để nó nhanh hơn. À, chúng ta hay bàn tới câu chuyện là đánh index cho cái dữ liệu là chuỗi, tại vì nó không phải là số. nếu là số thì chẳng cũng không cần đánh index nữa, tại vì truy cập nó cũng rất là nhanh đúng không ạ? À, truy cập nó sẽ nhanh hơn rất nhiều nhưng mà test thì cũng không được đánh những cái dạng mà nó quá dài ví dụ các bạn tưởng tượng bây giờ là description là cái mô tả sản phẩm nó dài tới cả trang A4 luôn đánh index cái đó mà nó, nó, băm hết cái đó ra thì còn tốn thời gian hơn là không làm index nữa như vậy thì suy nghĩ những cái đoạn nào đó mà nó dài quá thì cũng không nên đánh index, đánh index luôn tại vì nó phải băm hết toàn bộ cái văn bản đó ra hay là nó phải nó phải làm một cái thuật toán nào đó đọc hết toàn bộ văn bản đó để nó ra đừng con số rồi nó đánh vào chẳng hạn các bạn có hiểu kịp không như vậy thì nó sẽ quá chậm à, trong tình huống đó các bạn có thể là index cho tầm 10 15 ký tự đầu tiên của cái đoạn văn bản thôi thì tốc độ nó 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 sẽ nhanh hơn rất nhiều ở trong cơ sở dữ liệu có một vài cái trường tự động database sẽ đánh index cho chúng ta mà chúng ta không phải làm thứ nhất những cái nào là khóa chính là hệ quản trị cơ sở liệu tự động đánh index cái nào là khóa ngoại hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự đóng tự đánh index luôn những cái cột nào mà các bạn có cái từ khóa là unique là nó không được trùng lập ví dụ như là mã thư viện của bạn đi là không được trùng lập mã thư viện của bạn không phải là cái khóa chính đúng không giả sử bạn là sinh viên thì khóa chính của sinh viên là gì là mã sinh viên nhưng mà một ông đó cũng có mã thư viện vậy có chứ mã thư viện không phải là khóa chính đúng không nè mã thư viện không phải là khóa chính mà nó phải là không được trùng nhau giữa những bạn sinh viên hoặc là bây giờ một công dân ở Việt Nam cái khóa chính của họ là gì? Cái khóa chính của họ là số căn cứ công dân nhưng mà bây giờ họ có số bằng lái xe không? Có số bằng lái xe họ có chứ? Trong định danh nó có số lái xe không? mà số đấy có không? Có những cái thông tin đó nó không là khóa chính đúng không? Hay nó cũng không là khóa ngoại luôn ví dụ như vậy. À thì lúc đó các bạn phải đánh unique và unique thì nó cũng sẽ được tự động tạo ra cái khái niệm về index. Database nó tự động nó làm cái việc đó cho chúng ta. Các bạn có hiểu kịp chưa nè? rồi ha, ok. Bây giờ để hiểu rõ và các bạn thấy được cái tốc độ của cái thằng EDS, mình cho các bạn một cái database khá là nhỏ thôi. Database này là nhỏ các bạn. Các bạn, các bạn có nghe một cái từ khóa này không? Big Data là dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn là dữ liệu như thế nào là lớn? Là, là dữ liệu rất là kinh khủng. Nó phải là vài terabyte mình đã từng làm những cái đề tài mình trong trong quá trình mình đi học, trong quá trình mình nghiên cứu thì mình cũng có may mắn là mình cũng được một vài cái nghiên cứu nhỏ sử dụng cái Big Query và Big Data của thằng Google thì dữ liệu rất kinh khủng. Nó lên tới là T terabyte luôn. Một cái cơ sở liệu của một cái công ty bình thường Hai ba GB là dữ lắm rồi. Còn các bạn không phải là Gigabyte thì tới gì nữa ta? Lớn hơn gigabyte là gì các bạn? là terabyte, hả? Mà, tự nhiên sao quên nghe vậy? Kilo, kilobyte, megabyte, gigabyte terabyte đúng không? Một ngàn ghi là 1 t hả? Rồi trên t nó là cái gì cái gì đó nữa đúng không? Ừ. Thì một cơ sở liệu nó tới mấy terabyte thì các bạn truy cập các bạn select một phát này các bạn chờ mấy ngày sau nó mới có kết quả đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ trong cái hướng nào đấy. Rồi Bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước trong các bài thực hành số 1 này. À, đầu tiên á, là các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn này giúp mình. À, chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn này. Sau đó các bạn sẽ làm follow từng bước để chúng ta có thể có được cái cơ sở dữ liệu mới. Và chúng ta có được cái cơ sở dữ liệu mới để mà chúng ta thực hành các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ truy cập xong rồi thì mình sẽ làm cho các bạn xem từng bước nè. Ok. Đây các bạn xem ha. Cơ sở dữ liệu này nó tên là Adventure works Sample Database. Đây là cái cơ sở dữ liệu của ông Microsoft, ông tạo ra. Nói chung Microsoft họ tạo rất nhiều cái, cái cơ sở dữ liệu sẵn để chúng ta học, để chúng ta nghiên cứu cho nó nhanh. Thì bây giờ các bạn thấy không? Nếu mà về bản chất vấn đề, thì cơ sở dữ liệu này nó có rất là nhiều năm. Rất là nhiều năm. Nếu mà các bạn tổng hợp lại hết toàn bộ cơ sở dữ liệu này, nó sẽ vô cùng lớn. Do đó là họ tách ra thành từng năm, từng năm nhỏ nhỏ để chia để cho nó để cho nó nhẹ nhàng ha, để cho nó ít ít chồng dữ liệu hơn. Các bạn vẫn các bạn vẫn có thể là à, lấy hết cái lấy hết cái này về Rồi các bạn ghép lại với nhau cũng được. Các bạn có hiểu không chưa? Ừ. Thì bây giờ chúng ta cũng không đủ sức để mà chúng ta select hết cái đoạn này đâu. Thì chúng ta lấy một cái thằng đầu tiên này thôi. Các bạn lấy cái file Advanced Works hai này, các bạn save sale về một cái vị trí nào đó trên máy tính của bạn nhé ví dụ như là cá nhân mình thì mình sẽ sao vào ổ và sao vào ổ C đi mình sẽ vào ổ ổ C rồi trong ổ C này mình sẽ có một cái thư mục là data các bạn nhìn thấy đây ở đây mình có một thư mục data và mình sẽ sao xuống đây các bạn lưu trữ đâu cũng được tùy các bạn các bạn thích lưu trữ chỗ nào cũng được hết là sau đó các bạn lưu lưu xem uh, các cái file này về cái file này vẫn còn rất nhẹ nhé các bạn ha nếu đúng nó phải gộp hết tất cả các năm này lại với nhau à, các bạn lấy cho mình một năm thôi thì sau khi mà các bạn lấy được một năm về các bạn nào download xong thì các bạn nhấn cho mình cái chữ là cái chữ là số 1 để mình biết ha, các bạn ha tại vì cái này nó cũng nhẹ một năm thì nó có tầm khoảng vài vài trăm mê đúng không tất cả các bạn nào đã download xong thì các bạn sẽ các bạn sẽ các bạn sẽ comment số 1 cho mình biết nha rồi, sau khi mà chúng ta download được cái file này về, thế thì làm sao chúng ta đưa nó vào bên trong cái hệ quản trị của chúng ta để mà chúng ta để mà chúng ta thực hành đây thì cũng rất là dễ thôi. Thì cách mà chúng ta đưa cái hệ đưa cái thằng Advanced Work này vào bên trong cái hệ quản trị cơ sở liệu của chúng ta. Bây giờ tạm thời là mình sẽ xóa thằng này đi nhé. Mình sẽ xóa thằng này đi. Ok, mình sẽ xóa hết luôn. Mình download một cái file mới về nhé. Đây, mình mình download giống như các bạn. Ok, các bạn chờ mình chút. Để mình để mình download thằng này về COS nha đây làm từng bước để cho các bạn xem COS mình lưu trữ ở một cái vị trí nào đó chọn thằng này mình save mình ghi đè lên xong ok cái này khoảng trăm mê ô hơn hơn trăm mê các bạn ha trăm mê nhậm gì à, ừ. một t là phải một ngàn lần của một trăm đúng không một mười ngàn lần chứ không, không nhớ nữa các bạn. tự nhiên bây giờ bị lú rồi không, không, không tính toán được cái đấy các bạn tự tính nha ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái thằng SSMS ra các bạn sẽ đính kèm cái thằng này vào bằng cách nào các bạn sẽ chọn file nè các bạn sẽ chọn bạn sẽ chọn file file xong rồi các bạn sẽ chọn gì ạ các bạn sẽ chọn cho mình cái thằng đâu rồi ta xin lỗi chọn database phải chuột ở đây giúp mình phải chuột ở đây các bạn sẽ chọn restore restore database chọn restore database để chưa phải chuột lên cái chữ database ở đây chọn restore sau đó các bạn chọn device sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái thư mục sau đó các bạn sẽ đi chọn cho mình cái thư mục thư mục nó nằm ở đâu chúng ta sẽ add đây nhấn add nha nhấn add Add xong rồi các bạn sẽ đi tìm cho mình cái cái vị trí của cái thư mục của bạn. Ví dụ ở đây là mình thư mục của mình là thư mục data đúng không? Đó mình chọn thư mục data. Đó nhấn add xong các bạn phải đi chọn thư mục nha. Đây, chỗ này nè. Sau đó đi chọn thư mục. Để chọn thư mục ở đây mình sẽ có cái thằng Advanced Work 2000 lẻ 2022 mình chọn OK. Mình chọn OK phát nữa. Đó, xong mình chọn OK thì cái cơ sở dữ liệu này nó sẽ tự động nó nhảy vào bên trong đây để cho mình làm việc. Có rõ không nè? Có hiểu kịp không? Rồi. Đó. Bạn nào đã ép được cái cơ sở dữ liệu vào bên trong như thế này rồi thì comment cho mình là chữ X đi để mình biết được là chúng ta có thể tiếp tục nhé. Bạn nào đã có thể đính kèm được cơ sở dữ liệu này vào các bạn sẽ thấy thằng này nó sẽ to hơn rất nhiều. Đúng không? Cái thằng này nó sẽ to hơn rất nhiều lần so với cái so với cái cơ sở dữ liệu à, nó quyên mà chúng ta làm hổng rồi. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thử cho mình để mình xem coi. Các bạn sẽ thử cho mình một cái gọi là cái à, trong trong cái trong cái bảng này trong cái này thì nó cái, cái cách mà nó đặt tên bảng là nó sẽ có hai nó 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 sẽ có hai cấp à, nên là các bạn phải để ý cẩn trọng nha. Thì cái này nó không phải là tên cột đâu, nó là tên của cái bảng thôi ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái bảng sales và các bạn sẽ trên cho mình cái là sale order order details sale chấm sale order details các bạn phải chuột các bạn sẽ là các bạn sẽ gõ cho mình câu lệnh như thế này nè à, select sao from đó các bạn sẽ select sao from sale chấm sale order detail đó các bạn select ra coi nó bao nhiêu dòng trên thằng này thử nhé các bạn ha run skill đây cái máy cái máy của mình là rất mạnh đây đó ha nó chạy hết một giây nó có tổng cộng là 121 trăm các bạn nhìn thấy ở chỗ góc góc tay phải màn hình ở đây 121 trăm hoặc là các bạn có thể thao như thế này select thao à, nếu mà máy máy của các bạn mà yếu yếu á máy của bạn nào yếu các bạn sẽ chạy nó sẽ tốn vài giây nó sẽ chậm hơn máy của mình mình sẽ skill đó các bạn hiện nhìn thấy à 121.317 dòng cái này là vẫn còn ít nha các bạn nha vẫn còn ít so với mình nó là nó vẫn còn quá là bé mini luôn á nhưng trong thực tế thì nó phải nó phải cả triệu triệu dòng nó sẽ rất là lớn à, rồi đó thì câu chuyện ở đây mình muốn các bạn sẽ gõ cho mình ở câu lệnh như thế này à, thứ nhất á, là các bạn sẽ thống kê các các bạn sẽ xem cho mình các bạn order details trước đi các bạn xem các bạn order details nó sẽ có những cái cột gì à nó sẽ có một vài cột thôi là cái order id nó là gì đúng không rồi carrier tracking carrier thì giống như là giao hàng các bạn giao hàng giống như là các bạn có cái mã số á sau đó các bạn các bạn bán một cái đơn hàng các bạn có thể bị giao hàng nhiều lần các bạn mua hàng ở trên shopee các bạn mua hàng trên lazada các bạn mua hàng trên tiki vân thì một đơn hàng nó có thể giao hàng thành nhiều gói và mỗi một cái gói như vậy nó sẽ có một cái carrier tracking number có nghĩa là một cái mã để các bạn kiểm tra xem gói hàng của mình đã đi tới đâu rồi các bạn có hiểu kịp chưa thế thì bây giờ mình sẽ làm một cái câu lệnh như thế này đó là mình sẽ select south và uh, south from cái bảng này nhưng mình thêm một cái điều kiện mình thêm một cái điều kiện các bạn nhìn ha cái cái cái, cái tracking number đây là nó là nvarchar nó là nó nó là chuỗi nè nó là chuỗi nha nó là chuỗi thì ở đây mình sẽ where where gì mình where cái tracking number này nó bằng một cái con số đây con số này mình đã lọc ra sẵn này các bạn có thể gõ giống y như mình cũng được ha 1B 2B gạch ngang để chưa 492 F gạch ngang A9 rồi đó các bạn, các bạn nhìn thấy chưa đó thì cái câu lệnh này nó sẽ giúp chúng ta lấy ra được một cái đơn hàng cụ thể thông qua cái camera tracking number à, nhưng mà khoan khoan ở trên cái câu lệnh này mình muốn các bạn mình muốn các bạn xem cái xem cái tốc độ và xem cái số lần mà nó đọc dữ liệu đó. thì để làm sao xem được thì các bạn sẽ giúp mình thứ nhất là các bạn sẽ bật bật hiển thị thống kê bật hiển thị thống kê về tài nguyên input và output thì cách mà bật như sao các bạn các bạn sẽ bật như sao set star this, this, I/O là input và output on, set, start, test, I/O on, được chưa? Sau đó đây là câu truy vấn của chúng ta, được chưa? Và truy vấn xong thì mình sẽ ngừng thống kê, thì mình sẽ set cái thằng này nó về về off, hoặc là các bạn các bạn không các bạn không cần off cũng được, các bạn không các bạn không cần off cũng được, à. hiểu không? hoặc là nếu mà các bạn cẩn trọng thì các bạn làm xong các bạn không muốn không muốn ảnh hưởng tới những cái câu lệnh khác thì các bạn up ở đây cũng được các bạn các bạn hiểu kịp chưa ừ. rồi thế thì các bạn có thể lên từng cái từng câu lệnh từ trên xuống dưới cũng một từng từng câu lệnh một từ trên xuống dưới cũng được à, sorry bị lẹo lưỡi ha thì lên câu này xong lên câu này cũng được hoặc là các bạn lên cùng lúc ba cái câu lệnh này cũng được Nói thì bây giờ chúng ta sẽ lên cùng lúc ba cái thằng này mục tiêu của mình là trong một mấy ngàn dòng trong một trong hai mấy ngàn dòng ở đây thì mình sẽ lấy ra được một cái đơn hàng chi tiết với cái mã này thì mình sẽ run thử SQL cho bạn xem thì các bạn sẽ run các bạn thấy không ở đây nó sẽ ra được một vài dòng dữ liệu đúng không nè nó nói chung là nó là nó sẽ ra được một vài cái dòng dữ liệu đây nhưng các bạn chuyển sang cho mình xem cái phần message cho mình chuyển sang cái phần message xem cho mình cái phần này là cái phần quan trọng hơn chúng ta sẽ đọc cái phần này các bạn sẽ đọc cho mình nè à đọc cái gì đọc dữ liệu đọc scan thằng nào scan thằng sale order details và số lượt scan là mấy lượt một lượt và logical risk lo, lo, logical risk là gì là số lần mà cái câu lệnh của bạn nó truy cập nó đục vào cái table của bạn để nó đọc thông tin và table này thì tất nhiên là nó phải được lưu trữ tức là đầu tiên nha, là nó phải được lưu trữ ở trong một trong cái bộ nhớ vật lý của bạn nhưng mà khi cái server của bạn run lên thì các bạn các bạn đọc dữ liệu á thì nó sẽ được đưa vào trong cái bộ nhớ cache trong 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 cái bộ nhớ cache thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ qua cái phần physical risk à, có thể là chúng ta đã từng đọc nó rồi thì nó sẽ nằm ở trong trong cache sẵn chúng ta sẽ không 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 quá quan tâm nhưng cái quan tâm nhất của chúng ta là cái logical risk 1238 có nghĩa là những cái lần mà chúng ta phải đọc dữ liệu những cái lần mà chúng ta phải truy vấn, à, nói chung là nó có sẽ nhiều dữ liệu lắm ở đây các bạn nhìn thấy không ạ, nó sẽ có rất là nhiều dữ liệu đây, nhưng mà nó đa phần là không. Nhưng cái low risk, con risk là các bạn cứ tưởng tượng là số lượng lần mà các bạn phải so sánh đi, các bạn cứ tưởng tượng trong cái tình huống này là số lượng lần các bạn phải so sánh, các bạn hiểu kịp chưa? Nhá, nhìn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta, bây giờ chúng ta nhé bây giờ chúng ta lại thực hiện cái việc này cho mình, đó là chúng ta sẽ chơi cái chiều là chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh index cho nó chúng ta chúng chúng ta sẽ đánh index à. thế thì làm sao để đánh index được cho 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 cái thằng này thì các bạn sẽ có cái cú pháp là tạo index nè các bạn sẽ nhìn thấy ha nếu mà có index hay không á là nó sẽ hiển thị ở trong các bảng này cho các bạn các bạn nhìn thấy chưa xe order detail row good nè đó, thằng này nó có từ tạo sẵn là product id nè và những cái index này là nó được tự động tạo ra sẵn các bạn hiểu kịp không? Tại vì nó là khóa chính đó là khóa ngoại đó là unique thì nó sẽ được tạo được, tự động tạo ra. Nhưng cái carrier tracking number thì nó chưa được tạo. Có hiểu kịp không? Carrier tracking number là nó là một cột nó chưa có index. Thế đây mình sẽ tạo index cho cái carrier tracking number. Thì cái cú pháp nó là gì? Cú pháp nó sẽ là như vậy. Create create nha. Các bạn ha. Index index rồi sau đó là cái tên sau đó là tên nhé, tên thì giả sử các bạn thích đặt cái gì cũng, đó cũng được nhưng mà mình thường hay là mình hay đặt như thế này, ID is là viết tắt của từ khóa là index, này chưa? sau đó là tên, thì mình sẽ kết hợp với tên của cái cột đây, này chưa? có hiểu kiểu không? rồi các bạn mới on, on cái gì? on là on cái table nào á, thì mình sẽ kéo cái table của mình ra đây, các bạn nhìn đây nè, các bạn nhìn đây ha, thấy thấy, thấy, thấy kiểu này không? À, các bạn ghi, ghi ghi lại giúp mình cái con số lúc nãy ha để một tí nữa chúng ta test lại ha on on cái table gì đó sau đó các bạn sẽ mở mặt ra các bạn chọn cho mình cái cột mà các bạn muốn các bạn muốn đánh index cho nó thì đó là cái cột car Tracking number ở đây các bạn hiểu kịp chưa rồi nhá các bạn đừng quá quan tâm là ở bên dưới á là cái thằng hệ quản trị cơ sở liệu nó làm như thế nào bạn chỉ biết là a à, chúng ta vừa đánh index cho cho cái thằng này rồi bây giờ trước trước khi run á thì mình muốn các bạn sẽ ghi lại cho mình cái con số này. Logit risk nó là 1.238 lần. Sorry, cái này là one com rồi, không phải là not bad. Các bạn học với mình, các bạn hãy bị nghe sorry, sorry rồi. Các bạn thông cảm, là mình quen miệng. Ok, đây nè, nó được 1.238 lần. Các bạn hiểu kịp không? Rồi thì bây giờ mình cố tự mình tạo cái index này các, các bạn nhìn đây ha mình sq cái thằng này nha yeah. sql thì nó báo rằng cái câu lệnh index nó thành công rồi các bạn có thể phải chuột các bạn refresh đây giúp mình thì trong cái phần index này nè nó sẽ có thêm một cái cột các bạn thấy không idx carrier tracking number gì đó non unit gì gì đó tùy ha non cluster gì đó các bạn chỉ cần gõ đơn giản như vậy thôi dễ hiểu như vậy thôi rồi bây giờ chúng ta quay về cái thằng này chúng ta run nó một lần nữa xem coi nó có cải thiện gì không có hiệu kỳ không vẫn là câu lệnh cũ à vẫn là câu lệnh cũ các bạn muốn xem được thống kê á thì các bạn nhớ là set statistics io đó là on nha trong đây skill đây thì nó vẫn là câu lệnh lúc nãy đúng không nè nó vẫn là câu lệnh lúc nãy thì bây giờ mình sẽ xem lại coi cái số lần logarithmic nó là bao nhiêu các bạn thấy 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 thấy, thấy rõ chưa Logical Risk lúc này, nó chỉ còn có 69 lần thôi. Ok, các bạn sẽ so sánh giúp mình. À, logical Risk, tức là cái số lượng thực tế khi mà chúng ta lấy dữ liệu ra bằng cách là chúng ta so sánh cái cột đó, thì các bạn thấy lúc này, cái Logical Risk nó là 69 lần. Như vậy, câu hỏi của mình ở đây là tốc độ nó đã tăng bao nhiêu lần? bao nhiêu lần thì bây giờ nếu mà nói mình lấy hai con số này mình chia với nhau thì mình sẽ ra được gì ạ một hai ba tám một hai ba tám chia cho sáu mươi chín tức là nó tốc độ tăng lên là 17 lần đúng không các bạn có hiểu kịp không so với cái việc là chúng ta cứ đi so sánh test test thì tốc độ nó tăng lên rồi. tất nhiên là trong điều kiện thực tế thì nó còn nhiều thứ nữa nó còn nó còn rất là nhiều thứ khác nhưng bây giờ chúng ta cứ mường tượng thôi. Các việc mà chúng ta đục vô dữ liệu để chúng ta so sánh chúng ta chúng ta so sánh chúng ta đọc thì giữa cái việc mà chúng ta đánh index và cái dưa và cái việc mà chúng ta không đánh index thì nó cách nhau là 17 lần. Tốc độ chúng ta làm việc nó nhanh hơn 17 lần. À. Thì đó thì mình thật sự là cá nhân mình cũng đã từng làm những cái dự án những cái website cho doanh nghiệp, những website cho công ty đến một lúc nào tốc độ quá chậm thì tụi mình phải ngồi lại với nhau là bây giờ phải làm gì giờ à, thứ nhất là phải thêm một cái hosting nó mạnh mẽ hơn. Thứ hai là phải kiểm tra lại xem, coi cái cơ sở dữ liệu chúng ta có đánh index được chưa, đầy đủ chưa. Thứ ba là phải coi lại code, chúng ta biết code nó có tối ưu hay không, sản phẩm nó có hài hòa, nó có đáp ứng được nhu cầu của, của 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 doanh nghiệp về tốc độ, về performance về cái trải nghiệm. Khi mà mình làm việc trong thực tế nha, mình làm việc với sếp của mình, thì sếp của mình nó nói một câu rồi. Thế là rất là sếp mình là chỉ là một, là không phải là dân it, chỉ là một cái công ty rất là bình thường thôi. Thì khi mà cái, cái ứng dụng đó, mà nó tăng tốc độ lên khoảng tầm 50 lần đó, thì sếp mình nói, ủa, này tốn hết nhiêu tiền em? Sao không đầu tư từ sớm đi? Nhà này không tốt tiền, này chỉ có câu lệnh thôi là nó ra được như vậy rồi. Nhưng mà tại vì đó tụi em cố chấp quá, tụi em cũng không chịu ngồi nghiên cứu, cứ cứ mãi làm làm mà phát triển cái tính năng mới xong rồi cũng không quan tâm gì tới database, thấy nó ổn định thì cứ để. Thì về lâu về dài các bạn phải nắm cho mình cái kiến thức này mà nếu như bạn bước chân ra doanh nghiệp, bạn đi tuyển dụng, người ta hỏi bạn, bạn biết index trong cơ sở dữ liệu là gì không? Thì bạn đã thắng được rất nhiều người rồi. Mà không biết mấy lớp khác học có được trình bày những cái nội dung này không hay là những cái chương trình khác, những cái trung tâm khác họ có hướng dẫn các bạn cái nội dung này không nhưng với mình thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cái từ khóa có thể trong cái buổi học này trong cái bài học này các bạn không hiểu hết được vấn đề thì các bạn cứ trải nghiệm các bạn cứ thực hành đi các bạn đi đọc thêm các bạn đụng chạm tới vấn đề các bạn xử lý thêm thì các bạn sẽ thấy cái hiệu suất nó nó sẽ khác nhau nhiều lắm à, nó sẽ khác nhau nhiều lắm ừ. các bạn cứ thấy tưởng tượng là xử lý bây giờ mà những cái những cái website mà đăng ký môn học ấy, các bạn vay vào các bạn lót hoài lót hoài lót load không lên ấy. nhiều khi là họ cũng không đánh index đó các bạn thứ nhất mình đồng ý là tại một thời điểm đăng ký môn học là có thể có 5.000 sinh viên truy cập cùng một lúc đúng không ạ và có rất là nhiều cái query cùng lúc nhưng nó cũng không đến mức độ mà cả một cái hệ thống nó sạch thì nó cũng rất là rất là vô lý đúng không tại vì mình biết rằng đó là giả sử bạn muốn đăng ký môn học b thì bạn phải học xong môn học x y Z gì đó trước thì nó phải rất là nhiều cái tư vấn rồi nó nọ kia rất là nhiều thứ nhưng mà thực sự là có rất nhiều cách để mà các bạn làm khác nhau à, nâng cấp server đánh index rồi à, tạo những bàn ảo tạm thời quy định cho một cái người đó thì họ chỉ, chỉ gặp được vào cái bảng nào đó thôi có vô vàn cách à, thì nếu mà làm việc với cơ sở dữ liệu chuyên sâu thì cái thằng index này là một trong những cái mà mình muốn các bạn sẽ nghiên cứu các bạn sẽ tìm hiểu thêm giúp mình nhé một bài học như thế này là không đủ à, phải đọc phải tìm hiểu cách học tốt nhất là tự học à. còn thầy giáo cô giáo hay bất kỳ một cái mentor nào đó mentor đó thì họ chỉ là đưa cho các bạn cái từ vựng thôi đưa cho các bạn cái từ khóa thôi Câu, câu câu chuyện còn lại là các bạn phải làm rất là nhiều ok nha rồi Hỏi mình có một cái bài thực hành nhỏ như thế này các bạn có thể chụp lại cái bài thực hành này rồi nhiệm vụ của các bạn đó là à, trong cái cơ sở dữ liệu vừa rồi mình cho các bạn á các bạn thử đánh cái index cho cái cột là address line một nhưng mà trước đó các bạn hãy truy vấn thử select theo một cái address line nhưng mà theo một cái đoạn văn bản thôi đấy. rồi đấy các bạn sẽ so sánh cái số lượng lần mà nó chọc vào để nó đọc nó đọc dữ liệu ấy là nó có bị trên nhau không trước và sau khi bạn đánh index các bạn sẽ thấy cái hiệu quả nó như thế nào nhưng mà cũng nhớ nha không thể đánh index lung tung được à, phải tùy tình huống thứ nhất là cái cột nào mà các bạn thấy là chúng ta thường xuyên qua thường xuyên join thường xuyên uh, có nó nằm ở trong cái điều kiện á và thường, nó là nó là test và cái table đó thường là nó có nó có dữ liệu nó khá là lớn thì chúng ta đánh index nó mới hiệu quả còn những cái table nó quá nhỏ thì index nó cũng sẽ không có sự khác biệt này ok chưa nè hiểu rõ không ạ à? các bạn nào mà hiểu được cái ý tưởng của mình rồi thì các bạn có thể comment cho mình chữ ok ha để mình biết ha.